Chúng em chào thầy ạ. Thầy chào các em, mời các em ngồi. Hôm nay lớp chúng ta sẽ học về phép thuật ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đó chính là năm nguyên tố tự nhiên. Nếu các em có thể thành thạo được các phép thuật đó thì các em có thể làm được rất nhiều việc. Ví dụ như ngăn chặn một trận lũ lụt, dập tắt một đám cháy rừng, tạo ra mưa cho một vùng đất hạn hán. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu chi tiết từng nguyên tố đó cho các em hiểu. Đầu tiên là kim, có nghĩa là kim loại. Với nguyên tố này, các em có thể tạo ra được vũ khí hoặc là chắn phép. Nguyên tố thứ hai là mộc, có nghĩa là cây. Các em có thể dùng phép thuật mộc như một phép thuật ngụy trang, hoặc có thể dùng làm vũ khí trói chân kẻ địch. Hai phép thuật thường được sử dụng nhất đó chính là thủy và hỏa. Nguyên tố cuối cùng đó là thổ. Như các em đã biết, mặt đất là nơi chúng ta đi lại, xây dựng nhà cửa và sinh sống. Nếu thành thạo được phép thuật thổ, các em có thể tạo ra được những con đường dưới lòng đất và chúng ta có thể di chuyển tới mọi nơi mà chúng ta muốn. Buổi học của chúng ta hôm nay tới đây thôi. Thầy chào các em. Chúng em chào thầy ạ. Thưa Nguyễn ơi, tại sao sau kỳ nghỉ về thăm gia đình, cậu lại buồn như vậy? Đó là bởi vì tớ phát hiện ra tớ chỉ là con nuôi của bố mẹ. Hiện tại, tớ đang rất là muốn biết về thân phận thật sự của tớ. Tớ là ai? Tớ từ đâu tới? Tớ có một cách có thể biết được sự thật. Thật sao? Đó là cách gì vậy? Ở trong trường phù thủy, có một cuốn sách ma thuật có thể biết được thân phận thật sự của một người. Tiếc là lối vào trường phù thủy được canh giữ vô cùng cẩn mật, chúng ta không thể là vào đó được. À, tớ nghĩ ra một ý này. Thầy giáo có nói phép thuật thổ có thể tạo ra được một con đường dưới lòng đất, có thể đưa chúng ta đi tới bất cứ nơi đâu. Hay là chúng ta dùng phép thuật thổ tạo ra một con đường lẻn vào trong trường phù thủy? Ừ nhỉ, vậy mà mình không nghĩ ra. Được, vậy thì tối nay hai chúng ta sẽ lẻn vào đó để tìm ra thân thế thật sự của cậu. Dạ thưa các chủ nhân, tôi đang nghe nén được bọn chúng nói chuyện với nhau. Tối nay, bọn chúng sẽ lẻn vào trường phù thủy của chúng ta để điều tra về thân thế của Thơ Nguyễn. Ha ha ha, ta đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo để tiêu diệt Thơ Nguyễn rồi. Lần này, nhóm Win nhất định sẽ tan rã. Ha 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 ha. Thơ Nguyễn ơi, lại đây mà xem này. Đây chính là cuốn sách ma thuật, có thể thấy được thân phận thật sự của cậu. Bây giờ, cậu chỉ cần đặt tay lên cuốn sách là nó sẽ nói cho cậu biết. Thơ Nguyễn, cô chính là hóa thân của một trong ba phù thủy độc ác cổ xưa. Ôi không, không thể nào, không thể nào như vậy được. Có chuyện gì vậy Thơ Nguyễn? Quyển sách đã nói gì với cậu vậy? Nó nói, tớ là hóa thân của một trong ba phù thủy độc ác cổ xưa. Trời ơi, làm sao có thể như vậy được? Thơ Nguyễn ơi, chắc là có sự nhầm lẫn gì đó thôi. Bây giờ trước mắt, chúng ta hãy trở về trường tiên nữ, rồi chúng ta tìm cách khác để tìm ra thân phận thật sự của cậu sau. Không được, cậu hãy trở về trường một mình đi. Mình không thể trở về trường tiên nữ được nữa đâu. Quyển sách này không bao giờ nói dối đâu. Mình là hóa thân của phù thủy độc ác. Một ngày nào đó, khi phù thủy được tái sinh, mình sẽ làm hại các bạn mất. Mình đi đây. Thơ Nguyễn ơi, chờ mình với. Ha ha ha, kế hoạch thành công rồi. Ta đã biết trước là cô ta sẽ tới đây, cho nên đã đánh tráo quyển sách ma thuật và nói dối là cô ta là hóa thân của một trong ba phù thủy độc ác cổ xưa. Như vậy cô ta sẽ bị đau khổ, suy sụp hoàn toàn. Chị Harry quả là một phù thủy cao tay. Tiếc là để cho cô ta chạy thoát mất rồi. Không cần phải vội, bây giờ cô ta đã mất hết ý chí chiến đấu rồi. Việc tiêu diệt cô ta chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi tiêu diệt được cô ta, tiếp theo sẽ là nhóm Win và cả cái trường tiên nữ đáng ghét đó nữa. Ha 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 ha. Thì ra đây là âm mưu của nhóm phù thủy Harry. Không được rồi, mình phải báo cho các bạn tiên nữ biết. Các bạn ơi, chuyện là như thế đó. Chúng ta phải mau chóng tìm ra Thơ Nguyễn và kể cho bạn ấy nghe toàn bộ sự thật trước khi nhóm phù thủy Harry tìm ra bạn ấy. Nhưng mà chúng ta không biết bạn ấy đi đâu, phải làm gì bây giờ?
Có khi nào bạn ấy trốn ở đâu đó trong trường không? Tớ nghĩ là không đâu. Với tính cách của Thơ Nguyễn, cậu ấy nghĩ mình là hóa thuật của phù thủy độc ác và không muốn làm hại mọi người, cho nên cậu ấy sẽ không về trường nữa đâu. Đúng vậy đấy, nếu tớ là cậu ấy, tớ sẽ trốn thật sâu vào trong rừng và không bao giờ quay trở về nữa. Đúng rồi, là khu rừng sau trường. Hu hu, không ngờ mình lại làm hóa thân của phù thủy độc ác sao? Mình đã quyết định rồi, từ bây giờ mình sẽ sống trong khu rừng này, không trở về nữa. Chị Harry ơi, đã tìm thấy Thơ Nguyễn rồi, chúng ta tiêu diệt cô ta luôn chứ? Khoan đã, chị vừa nghĩ ra một kế hoạch hay hơn nhiều. Thơ Nguyễn sở hữu năng lượng pháp thuật rất là lớn, cho nên chúng ta sẽ chiếm đoạt sức mạnh của cô ta trước, sau đó tiêu diệt cô ta sau, cũng chưa muộn. Nhưng mà cô ta rất là ghét chúng ta, liệu cô ta có đồng ý trao sức mạnh của cô ta cho chúng ta không? Em đúng là đồ ngốc, hãy xem chị đây. Chào cháu, tại sao đêm hôm cháu lại ngồi ở đây khóc vậy? Ơ, cháu chào bà ạ. Cháu đang có chuyện buồn, cho nên mới trốn ở đây ạ. Còn bà là ai? Tại sao bà lại ở đây? Ta là bà Tân Vlog. Ngày trước, ta cũng là một tiên nữ, sau đó ta phát hiện ra mình là hóa thân của một phù thủy độc ác, cho nên ta đã từ bỏ phép thuật của mình và trốn ở trong khu rừng này. Thật là trùng hợp, cháu cũng có hoàn cảnh giống hệt của bà. Bà có thể giúp cháu từ bỏ pháp thuật được không? Bởi vì cháu không muốn phép thuật của cháu làm hại mọi người. Tất nhiên là được chứ. Đây chính là viên ngọc hút phép. Cháu hãy truyền toàn bộ sức mạnh phép thuật của cháu vào trong đây. Như vậy, cháu sẽ trở thành một người bình thường và không làm hại ai nữa. Được, thưa bà, cháu sẽ làm ngay ạ. Khoan đã, Thơ Nguyễn, đó không phải là bà Tân Vlog đâu. Bà Tân Vlog hiện đang làm thử thách siêu to khổng lồ ở nhà. Bà ta là do Harry hóa phép thành đấy. Và việc cậu làm hóa thân của một trong ba phù thủy độc ác cổ xưa cũng chính là do nhóm phù thủy đã sắp đặt. Bọn chúng nghe lén chúng ta và biết được kế hoạch của chúng ta, cho nên đã giăng sẵn bẫy để lừa chúng ta. Hừ, các ngươi đã phát hiện ra kế hoạch của bọn ta rồi sao? Nhưng cũng chẳng sao hết, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Hay à, năm nguyên tố tự nhiên, phép thuật kim, lá chắn. Công chúa phép thuật Queen, biến hình. Các bạn ơi, chúng ta hãy cùng nhau hợp sức lại. Nguyên tố mộc là cây, hãy trói chân bọn chúng lại. Nguyên tố thủy là nước, hãy cuốn trôi bọn chúng. Nguyên tố hỏa là lửa, hãy thiêu đốt bọn chúng. Nguyên tố thổ là đất, hãy chôn vùi những phù thủy độc ác cho ta. Trời ơi, bọn chúng mạnh quá, chúng ta phải chạy trốn thôi. Hừ, tức quá, bọn chúng lại chạy thoát mất rồi. Các bạn ơi, mình cảm ơn các bạn đã luôn ở bên mình. Thật là nhẹ nhõm khi biết được rằng mình không phải là một phù thủy độc ác. Tớ yêu các bạn. Thơ Nguyễn, dù thân phận của cậu là gì, thì mình nghĩ một người có trái tim tốt bụng như cậu sẽ không bao giờ làm điều xấu đâu. Và bọn tớ cũng rất là yêu cậu. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hello, xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Mình là Đoàn. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả và các bạn đã đồng hành cùng Đoàn Vlog trong thời gian vừa qua. Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.